Thưa quý vị khán giả, Việt Nam dù là một quốc gia đang phát triển, chưa được xếp hạng vào nhóm các nước giàu. Thế nhưng quý vị có biết một thông tin rằng là chúng ta đứng thứ hai về chỉ số lãng phí thực phẩm chỉ sau Trung Quốc mà thôi. Đây là kết quả của một khảo sát với quy mô 4.000 hộ gia đình tại 8 quốc gia châu Á-Thái Bình Dương. Kết quả này cho thấy hơn 8 triệu tấn thực phẩm bị thất thoát hoặc bị vứt bỏ mỗi năm ở Việt Nam khi vẫn còn sử dụng được hoặc được tận dụng được theo một ứng dụng khác, gây tổn hại khoảng 3,9 tỷ đô la Mỹ mỗi năm. Con số này là gần 2% tổng sản phẩm quốc nội GDP hiện nay. Thống kê của mạng lưới ngân hàng thực phẩm Việt Nam thì cơm, bún, phở, mì chiếm tỷ trọng lớn nhất trong biểu đồ những loại thức ăn đã bị lãng phí, khoảng 68%. Kế đến là thịt và cá nấu chín chiếm 53% và rau củ là 44%. Nhiều người chưa có nhận thức đầy đủ về vấn đề lãng phí thực phẩm để lập ra kế hoạch bữa ăn làm sao cho hợp lý và giảm tình trạng mua quá nhiều. Order các anh chị vui lòng order giúp em từ 6 đến 8 món. Thứ nhất là bàn nó hơi chật và thứ hai là để tránh cái lượng đồ thừa nếu như các anh chị không sử dụng hết. Chúng em sẽ có phụ thu đồ thừa đã chín 100.000 cho 100g. Yêu cầu bắt buộc của nhân viên nhà hàng buffet lẩu nướng này là phải lưu ý thực khách về sự chừng mực khi gọi món. Không chỉ là sự lưu tâm lịch sự ngay khi khách mới đến mà nhà hàng còn ghi rõ quy định này trên thực đơn nhưng vẫn không tránh được những tình huống đáng tiếc. Chúng tôi gặp rất nhiều trường hợp bỏ phí đồ ăn, ví dụ gọi quá nhiều đồ, khách nướng thừa quá nhiều và vì biết là nhà hàng đã có quy định là sẽ phụ thu nên là khách cố tình nướng cháy để cái này thì nhân viên chúng tôi thì không thể phụ thu lên được của khách nữa. Bắt buộc là chúng tôi phải bỏ đi vì đồ ăn đấy sẽ không sử dụng được nữa. Mặc dù đã định lượng khá sát nhu cầu từng ngày, nhưng sự dư thừa thực phẩm ở các nhà hàng, đặc biệt là nhà hàng buffet là không thể tránh khỏi. Đáng tiếc là những đồ ăn đó không thể tái sử dụng. Sự lãng phí không chỉ phổ biến ở các nhà hàng mà một lượng lớn thực phẩm cũng bị bỏ phí ở gia đình. Theo khảo sát của mạng lưới ngân hàng thực phẩm Việt Nam, hơn 50% thức ăn bị lãng phí ban đầu được tạo ra do tâm lý để phần cho những người không thể có mặt trong bữa ăn đó cùng gia đình. 49% những người để thức ăn trong tủ lạnh sẽ quên đến khi không còn ăn được. 35% không biết cách kiểm soát khẩu phần ăn khi chế biến và nấu nướng một cách hợp lý dẫn đến nấu dư thừa. Người Việt Nam vẫn không tránh được tâm lý gọi là hơi sĩ diện. Đấy, kể cả chủ lẫn khách. Chủ thì cố đặt để cho làm sao người ta khỏi cười chê mình là hà tiện, bùn xìn. Khách thì ăn làm sao mà để cho người ta khỏi chê mình là tham lam. Có nhiều nguyên nhân gây ra sự lãng phí thực phẩm, nhưng hậu quả để lại thì như nhau. Lãng phí làm tiêu tốn tiền bạc và ảnh hưởng đến giá bán thực phẩm. Không những vậy, thực phẩm bỏ đi trong thời gian ngắn sẽ sinh ra khí metan, có khả năng giữ nhiệt gấp 28 lần khí carbon dioxide, loại khí thải góp phần làm trái đất nóng lên. Từ năm 2018, Việt Nam đã thông qua kế hoạch hành động quốc gia không còn nạn đói ở Việt Nam đến năm 2025. Một trong những mục tiêu được đặt ra là không để lương thực bị thất thoát, lãng phí. Đó là ở tầm vĩ mô. Ngoài ra còn rất nhiều những tổ chức và cá nhân đang tình nguyện triển khai các mô hình xử lý thực phẩm dư thừa vì lợi ích môi trường và xã hội. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cách làm của một tổ chức phi lợi nhuận đang thực hiện tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Mỗi tuần 3 lần, cứ đầu giờ chiều là xe đông lạnh này lại làm một vòng quanh Hà Nội, đi tới 10 nhà hàng, khách sạn và 10 cơ sở từ thiện để nhận và giao thực phẩm. Mọi hoạt động đều được sắp xếp, kết nối từ trước khi xe lăn bánh để đảm bảo thực phẩm được bảo quản tốt nhất. Tất cả số đồ ăn này đều được làm từ những khu bếp tiêu chuẩn cao cấp nhưng được cho đi miễn phí. Nguồn thực phẩm đầu vào của chúng tôi rất là quan trọng cho nên là chúng tôi cần phải thu nhận thực phẩm bắt đầu từ những nơi mà đã có một cái quy trình bảo quản thực phẩm rất là tốt rồi cho nên là chúng tôi chọn làm việc với các nhà hàng và các khách sạn cao cấp ngay từ đầu quá trình vận hành. Lan tăn ở cái là tất cả những cái tổ chức, những cái vận hành nó có được đầy đủ hay không, nó có được chuyên nghiệp hay không, nó có quy chuẩn, tiêu chuẩn hay không. Làm được điều đấy thì thật sự là tuyệt vời. Mặc dù các nhà hàng và khách sạn cao cấp đều có quy định kiểm soát nội bộ và chú trọng kêu gọi sự tham gia của thực khách để tránh lãng phí ở mọi khâu, nhưng việc dư thừa thực phẩm đã chế biến hàng ngày là không thể tránh khỏi do nhu cầu dễ thay đổi của khách.
Bên cạnh ưu đãi cho nhân viên thì nhiều năm qua các nhà hàng, khách sạn này đều sẵn sàng đem tặng cho những nơi cần. Gọi là dư thừa từ những bữa trưa, nhưng đồ ăn mà đơn vị này thu gom là những món chưa được sử dụng, vẫn chất lượng và được bảo quản trong điều kiện phù hợp trước khi được thu gom bằng xe đông lạnh. Đầu tiên thì mình cũng rất là lo ngại, nhưng khi bên Vietjet có xe lạnh và mát bảo quản ở nơi thì khách sạn sẵn sàng hợp tác. Giá trị cốt lõi của tập đoàn của mình là phát triển bền vững và cuộc sống xanh, thì cái phần tiết kiệm thực phẩm cũng như tiết kiệm các khác thì nó là một cái phần ở trong những cái chương trình của khách sạn cũng như tập đoàn chúng tôi đang hướng tới. Sau 2 năm hoạt động thì có thể là chúng tôi đã chứng minh được cái mô hình hoạt động của mình, nên là các bên hiện nay là đã có cái sự chủ động, là có những bên cho tự liên lạc với Vietharvest để mà cho thực phẩm, và cũng có những bên nhận thì cũng chủ động liên hệ để mà xin được nhận những cái thực phẩm mà chúng tôi có. Trong hơn 2 năm qua, chỉ riêng Vietharvest đã thu gom được gần 45 tấn thực phẩm chưa dùng đến, tương đương 90.000 bữa ăn cho những người được trợ giúp. Đơn vị này đã có kế hoạch mở thêm kho và bếp trung tâm ở thành phố Hồ Chí Minh để có thể thu nhận nhiều thực phẩm hơn và chế biến trước khi đem đi tặng các cơ sở bảo trợ xã hội. Việc tối ưu giá trị thực phẩm không chỉ giảm thiểu tác động xấu tới môi trường mà còn lại mang lại những giá trị nhân văn khi giúp được những người cần hỗ trợ, góp phần giảm gánh nặng xã hội. Chấm dứt lãng phí thực phẩm sẽ giúp giải quyết được cùng lúc 3 vấn đề: khí hậu, an ninh lương thực và tính bền vững của hệ thống lương thực toàn cầu. Các quốc gia trên thế giới cũng đang nỗ lực chống lãng phí thực phẩm bằng những chính sách, những mục tiêu ràng buộc. Từ năm 2023, Trung Quốc siết chặt kiểm soát các bữa tiệc tại khách sạn, nhất là những bữa tiệc có giá 1.500 nhân dân tệ một người, khoảng 220 đô la Mỹ trở lên. Các khách sạn, nhà hàng sẽ phải quy định số lượng thức ăn giới hạn phục vụ cho mỗi bữa tiệc, đồng thời có các điều khoản chặt chẽ, chi tiết về dịch vụ ẩm thực nhằm chống lãng phí. Động thái nhằm duy trì chính sách từ năm 2013 của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình được gọi là đĩa sạch. Kể từ đó đến nay, nước này liên tục áp dụng những chính sách cứng rắn, bao gồm việc loại bỏ những video ăn thùng uống vại từng tràn lan trên mạng xã hội. Tại Nhật Bản, chính phủ nước này đã xây dựng chính sách cơ bản nhằm cắt giảm thực phẩm lãng phí. Từ đó các chính quyền địa phương sẽ xây dựng các kế hoạch hành động cụ thể riêng. Luật này cũng kêu gọi một phong trào toàn quốc để thực hiện việc giảm số lượng thực phẩm bị bỏ phí bằng cách phối hợp giữa các chính quyền địa phương cũng như doanh nghiệp và người tiêu dùng. Năm 2016, Pháp là quốc gia đầu tiên trên thế giới cấm các siêu thị lãng phí và buộc các nhà bán lẻ lớn tặng đồ ăn không bán được hoặc phải đối mặt với mức phạt là hơn 3.700 euro. Pháp cũng đặt mục tiêu giảm 50% chất thải thực phẩm vào năm 2025. Ngay sau Pháp, Hạ viện Italia cũng đã thông qua luật chống lãng phí thực phẩm, vốn gây thiệt hại cho Italia 2 tỷ đô la Mỹ mỗi năm. Điều luật mới khuyến khích nông dân, công ty chế biến thực phẩm và thương nhân tặng thực phẩm dư thừa thay vì vứt bỏ. Tuy nhiên, phải bảo đảm tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm. Với luật này, Italia mong muốn nâng số lượng thực phẩm dư thừa quyên góp từ 550.000 tấn lên 1 triệu tấn để cứu trợ 6 triệu người gặp khó khăn.